Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và ngày hôm nay thì Khải chuẩn bị ăn cái bình tiền sâu cho anh Mi Book của Khải nha anh em. Anh Mi Book Khải đây anh em ơi. Cho anh em xem sơ qua anh Mi Book Khải thì thực sự là khá là ok. Đây, Khải bắt đồ chiến lên cho anh em xem. Chúng là anh này là anh Mi Book thôi mọi người. Thì nó thì vẫn hiệu ứng đặt khá là tốt. Là 80 chậm. Anh này 30, 20 là 50. Kèm này là 90. Kèm với thanh âm sẽ được 120 thì giảm chậm nha. Còn cái mic Khải sẽ khá là khỏe cho mọi người. Đây. 120 giảm chậm sau khi bật thanh âm lên. Đó, thêm 30 nữa này, đó. Thì hiệu ứng kháng của Khải sẽ được đó là 75 cộng 1. 65, 75 cộng 5 và 75 và 65 nha anh em. Hiện tại bây giờ Khải sẽ nguyên cũng như là Khải kiếm cho nó một phi phong kháng cả 10. Đó có thể tăng lên là 75 cộng 2 cũng như là 75 cộng 6 nha mọi người. Ok. Và bây giờ chúng ta cùng nguyên mùng 1 tháng 6 nha mọi người. Khải cho anh em xem lên thử bằng cái event mùng 1 tháng 6 quốc tế thiếu nhi này gồm những phần thưởng như thế nào. Nó có khác gì những event trước không nha anh em. Đây anh em ơi, đây là cái event mùng 1 tháng 6 quốc tế thiếu nhi. Thì anh em còn xem sơ qua thì nguyên liệu chúng ta vẫn chăn ở map 7x8x và những map bản đồ mới. Rồi kiểu dâu, kiểu chanh, kiểu nho, kiểu cam, kiểu bạc hà thì mấy cái này thì mình mở túi nguyên liệu nó ra. Đó. Rồi còn cái chống lục lạc thì cái này là event tiền vạn rồi, không nói đến nha mọi người. Rồi, còn cái diều này, thì mua ở Novacer 50 điểm trên một cái thì Khải cũng đã mua 1000 cá rồi, Khải ép xong bộ rồi. Và sau khi ăn xong thì sẽ được kẹo holo. Kẹo holo và kẹo sữa rồi nộp top 3 và cá nhân. Rồi tí nữa Khải bỏ 10 kim anh em, Khải mua cái 10 xu này, đó Khải ép là xong thôi. Còn cái trên này là thành phẩm hộp quà thiếu nhi thường thì cái này anh Evan tiền vạn thì nó có được khoảng hơn 5 tỷ kinh nghiệm. Thì cái này Khải chưa ăn anh em ạ. Tiền vạn hôm nay chưa ăn. Đang đợi dành ít hôm gần cờ cuối anh hoặc là qua tháng anh đỡ lấy dòng kháng cả luôn. Rồi. Về phần hậu quả đặc biệt anh em ơi, sau khi ăn xong thì sẽ up được là 15 triệu trên một hộp thì em 1000 cái sẽ được 15 tỷ kinh nghiệm nha mọi người. 15 tỷ kinh nghiệm. Sau khi ăn xong sẽ có là hộp mảnh rương hiệp cốt nhân tình ăn ban đình quốc, mảnh ngựa. Cái này giống như event trước không có gì khác. Rồi pháo hoa thiếu nhi. Cái này cầm đi về gia văn thôn đốt để lấy thuốc lắc bên dưới cũng như là má phần thưởng như thế này. Rồi tiếng tập nó dùng hộp quà thần tựu, nó hộp thạch anh, bao xe thiếu nhi lớn. Bao xe thiếu nhi lớn thì nó cần 50 bao để mở tìm phi phong này nọ này mà. Ngày hôm nay thì Khải anh cái này chủ yếu là tìm này này. Phi phong dáng sa bào này, kim cương bào này đó, đỡ đánh thiên tử tốt này là thứ hai, cũng như là đánh giải đấu thiên hạ đệ nhất bang sắp đến. Phi phong 3 ngày đủ chơi rồi này mà. Chủ yếu là cứ đi lại tiếp tục là tìm phim lệnh bài, đặc biệt lệnh bài bút xanh để đánh boss cho anh em xem. Thực sự là boss rất là hiếm, là kẹo sữa, hồ lô, cái này tốt. Không có thật, thiệp thiếu nhi, tiềm năng và kỹ năng, ok. Cái này đọc vô cho ảnh luôn. Mạch nạ, thì tinh hồng, phục duyên, bằng nhược thiên hán, tiên hổ lộ, quá tử, thiên sơn, đại lực phi tốc, sát thủ giảng. Ok, tương đối nha anh em ơi, cũng không khác nghĩa mình trước này mà. Nó chỉ khác cái vòng sáng nè. Đó, này có vòng sáng Phật văn Phật nè đó. Rồi sau khi hơn thì mở cái hộp anh 1000 cá sẽ hơn được những cái món ăn ban định quốc nhu tình thì nó hơn xui như nào. Rồi một bộ hồng ảnh mất hộp càng khôn. Rồi ok, chung thì cũng giống như bình trước không gì thay đổi này mà. Bây giờ chúng ta cùng bật qua màn hình nhỏ chúng ta cùng ăn nhé. Rồi ok nè, cánh bình quá tử ạ, let's go. Đó. Rồi dứt đây. Một bánh ngựa vậy đây. Chiếu giả 4, một thiệp kỹ năng. Nút luôn. Đó, được một thiệp kỹ năng đây mà. Mới vô được thiệp kỹ năng ngon rồi đấy. Tiếp tục. Có thêm một kỹ năng cũng kỹ năng một cấp ở cái điểm tăng vô chỗ này, gần mắt chân phái rồi. Hai điểm nữa. Con này là chuyên búp đó mọi người. Được không? Khá không khai khá là đẹp luôn nè. Con này mình đi búp được khỏi chờ luôn. Giờ up 119 nha mọi người, gần 120 á. Một hộp thạch anh, mảnh ngựa 4, ui hai mảnh ngựa 4 luôn, sốc luôn. Mảnh 8 thì mới ra nè mà. Pháo thiếu nhi, phục duyên, mảnh nạ mi mánh, mang cái mảnh nạ mánh vô. Này kháng cả đỡ quên. Tinh hồng. Tại bây giờ anh gần 400 cái nè mà. Thực sự là anh nhai khá là nhanh nè mà, 400 cái nè. Mới có được một lần bài boss. Mảnh nạ quá trời. Bài như tinh hồng. Tinh hồng thì tầm này khoảng 150 xu một viên cũng được nè mà. Để coi thử lời hay lỗi nha. Ốp cấp nè. Ốp cấp tiếp tục khai tăng vào kỹ năng. Đó. Tiềm năng.
Thiên nhiên tinh hồng, mặt nạ thiên sơn, tiếp con boss. Ôi, gần 500 cái rồi anh em ơi. Anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ video anh Yvin này, một like cho xem hồ chơi anh em ơi. Cá nhân, băng hội, thạch anh. Và đang cố gắng tìm thiệp up cho ạc này luôn anh em ơi. Ạc này thì up từ đầu đến cuối luôn anh em ơi. Hai viên tinh hồng, một viên tinh hồng, năm viên tinh hồng rồi. Boss bất thường, món này bất thường em ạ. Một hộp mảnh rương, mảnh rương số. Đâu, vẫn chưa có cái biến nào em ạ. Chúng ta phải chờ đợi vào cái gì 50 túi kia thôi em ơi. Chờ đợi vào 50 túi này nè em. 50 túi bao lịch sử thiếu nhi lớn rồi em ạ. Này mới có được vị phong nha em. Quốc tử đại tiền hối lộ rồi, ok để chốt thử lời hệ lỗi cho anh em xem nha. Thì bây giờ Khả sẽ chuyển về một cái máy quỳnh bắt quốc tử đại này cho con Thúy Yên nó cầm xem thử lời hệ lỗi nha. Úp gần 119 rồi, chắc anh này chắc lên được 119 rồi nè, gần 120 ấy. Rồi, let's go. Bình quốc tử đại tầm này thì khoảng 40 xu một bình anh em ạ. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 40 xu nhiêu tiền này. 7 bình nhân nhân 40 thì cái này được 280 xu thôi. Đỡ cánh may mắn tranh hàng ngày nè. Rồi tiền thất lội thì khoảng 20 xu. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bình thất lội ra đây. 6, 7, 9, 11, 11 cộng 220 nữa thì được 500 xu rồi. Rồi boss này thì 3 con, 3 con tương đương con 100 xu là cộng 300 là 800 xu. 8 xu kèm với một bộ tinh hồng. Ok. Bộ tinh hồng là cộng thêm 900 xu nha anh em, một viên tinh hồng tầm này 150 xu một viên đó nè. Rồi cộng 900 xu là thu được ngang 7 rồi. Hợp mặt anh thu được ngang 7 rồi nha. Nếu mà đánh này thừa tí thì nó vứt rồi. Ngang 7 thì tên này khoảng 20 xu. Cho 50 xu nữa đây. Là 1750. 750. Rồi, hết rồi. Cái này cho 100 xu. Sẽ ăn 100 xu. Thu được 1850 rồi. Ok, món này bước qua bên này tính xong. Chọc chỗ. Mặc nạ mặc đồ rồi. Rồi, ok, chống rương là tính xong nha anh em. Thu được 1850 rồi nha. Đó. Còn quan trọng 50 túi kia nữa này mới có đồ này mà. Rồi, khui, tiếp tục. Có thêm một cái kỹ năng. À. Thêm một kỹ năng nữa. Ngon. Ôi là có hai kỹ năng hả? À, hai kỹ năng này cộng thêm 500 xu nha em. Nãy có một cái mà khả nước rồi đó. Thì giờ thành hai cái là được 2300. Ok, 2300 là đỡ em đây. Mình bán chỗ bán này bán nhiều. Bước hết đi nè mà. Thực sự là nó quá là chật rương này mà. Nhiều lắm rồi mà. Mua nào cũng gấp cả mớ. Rồi. Mớ. Rác. Rồi, cái hộ lúc nãy không thua nè, mà cái này cũng vậy. Mà cái này vứt luôn. Tại vì anh Yvin xong thì Adder sẽ tặng cho một set hồng ảnh 100% rồi nè. Nó là nó mình không cần thiết cái mảnh nữa. Đó nè, làm sao? Mùa trước của anh mua bộ mắt nè. Đến 26 tháng 6 hết, giờ anh thêm một bộ nữa. Biết là mất hả? Một viên tinh hồng nữa nè. Hai viên tinh hồng được, tầm hình tầm này tinh hồng nhiều nha. Rồi tiếp tục thu anh em ơi. Chà chà, thắt lỡ vai bị kiếp là ngon rồi. Lỡ vai bị kiếp về về cũng được 3 kim đó, cộng 3 kim mà được 5 kim 3 con ngựa. Ok, ngựa kháng cả là bán được 500 xu. Người này được 500 xu như năm khoảng 15 ngày cộng 500 xu thu được 5800 đó. Càng khôn thằng khôn trong này 3 kim như năm, 3 kim đó, 8800 rồi. Lời anh này lời rồi. 8800. Rồi. Được cái khá tất cả này được bèo lắm, được 500 xu nữa 15 ngày nè. Khá tất cả nó đẹp quá. Quá đẹp.
500 xu nữa. Rồi 9.300. Tiếp tục còn gì nữa? Mặt nạ này cũng được 500 xu nha Nam, cũng nửa tháng 500 xu. Đó. 9.800. Một bộ hồng ảnh này, cái này bộ hồng ảnh nó tặng thêm rồi em ơi. Đó là tính sau. Bộ ảnh tặng thêm á. Bộ này thì không giao dịch được em ơi, cũng là 100%. Bộ này thì không giao dịch được. Cũng không có giá trị gì, đỡ mang trong người thôi. Rồi. 9.800 rồi, cần thêm 2 viên tinh hồng này. Cần 2 viên tinh hồng 300 nữa nè. Đó lời anh em không lỗ đâu mọi người. Đó khả thu được 9.800 cộng 300 nữa là hơn 10 kim rồi đâu. Đó, chưa hết là hơn 10 kim nữa nha. 9.800 cộng 300 là 10.100 xu đi. Đó, 10.100 xu. Đó. Rồi, thu thêm mấy cá nhân này, cá nhân nhiều đây thì 540 mấy cái. Cũng được 500 xu nữa đi, cộng 500 xu nữa. Rồi, 10.500, 10.600. Mày bán bước này. Rồi, khai khui hộp này thì được gì nhỉ nè. Gì đây? Hóa bình thật. Hóa bình thật thì 100 xu nè. Rồi, bình thật. Nhưng giảm, kỹ năng, cái năng này tính rồi. À, ok này. Cái quan trọng ở đây là chúng ta sẽ tính đến cái chỗ này. Thấy gì lá của ngựa nè, hơi mới chặt rương nè, tính xong. Ngựa này. Mấy cái kháng này đỡ lại này. Kháng này thừa này. Cho qua mi này, càng khôn này. Tinh hồng này. Bỏ qua bước chặt rương cái tính tiếp nha nè. Cá nhân này. Đấy. Pháo đốt này. Đó. Rồi ok, đỡ chặt rương cái tính tiếp. Thôi ok, khôn này. Rồi, để cho nó chống rương mở tiếp tục 50 túi lỡ bao lì xì nè mày. Ồ, hình là đúng 50 túi luôn em ơi. Lỡ bao lì xì lớn thiếu nhi nè. Rồi. Tại đã thu 10 kim nha anh em. Bây giờ khui tiếp tục 50 bao này thì mức lời hay lỗ này anh em à. Quá ok rồi nha. Sau khi up xong thì khả lên được 119 nè mà. Và có dòng sáng nha anh em. Và mắt được trong phái. Quá đẹp luôn. Nhưng mà con này đi búp thì khỏi chờ nè em ơi. Đó. Rồi. Vừa rồi thì Khải đã ăn xong đúng không? Bây giờ Khải sẽ ăn 50 cái túi này nữa là sẽ có phi phong hay không. Chúng ta cùng chờ đợi liệu có phi phong hay không. Kiếm phi phong nào. Chủ yếu là tìm phi phong đó nè. Thôi thân anh phù. Anh phù này một tháng luôn. Ok đấy. Tháng này mà. Đến phát sáng. Thân anh phù nữa. 7 ngày. Ui, đột phi phong chui vậy. Phong đâu? Phi phong đâu? Đủ là phi phong nữa lời ơi. Học bắt vào rương. Trời ơi, Phụng Duyên. Rồi, không có phi phong luôn. À, nhỏ thiệt sự em ơi. Anh 50 cái túi không có một cục phi phong luôn. Rồi, ok, nói chung là quầy vốn nha mọi người. Không lời, không lỗ. Thu lại cũng được 10 kim quầy vốn như nè. Trời ơi. Nhỏ gơ ta. Không có phi phong luôn. Rồi, anh được 500 xu ở cái thiệp tiềm năng như nè. À, 250 xu chứ. Là khả thu được 11 kim. 250 xu em ơi. Trời ơi, nhỏ gơ nha. Nói chung là tổng thu thì khả thu được 10 kim 950 xu em ơi. Anh thêm được một 5 điểm tiềm năng nữa nè. Đó. Trời. Quá nhỏ dữ. 50 cái không có phi phong rồi luôn. Quá nhỏ. Quá đen. Quá đen rồi mà thật sự là quá đen. 50 cái không có phi phong rồi hết. Nhỏ vậy đấy. Rồi, nói chung là mình vẫn muốn kiếm phi phong mà kiếm không ra em ơi. Nhỏ quá. Ok, đen là chữa em ơi. Quá nhỏ, ok không sao. Mình tính ra thì mình không lỗ mấy nè mà. Mình bỏ có 10 kim mình ăn Vinh thôi. Mình thu được cũng tương đối 10 kim. Và kèm với đẳng cấp là lên được 2 cấp nha nè. Được khoảng 16 tỷ thì lên được 2 cấp nha mọi người. Đó, rồi. Cảm ơn em đã theo dõi video này. Đừng quên đỡ lại cho video Khải cũng như là kênh YouTube Khải 1 đăng ký ủng hộ chơi nha anh em ơi. Và video này Khải sẽ up lên kênh anh em cũng thử xem và đừng quên like chia sẻ ủng hộ chơi và những buổi ăn nghi vịnh như thế này nhá. Khá hấp dẫn này mà. Khải sẽ like cho anh em xem cũng như là Khải làm video nhỏ cho anh em xem nha. Rồi, ok mọi người bye bye. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye anh em.